chắc chắn nơi này an toàn không? À, ông Mokku mời chúng ta và tới hết những trang trại bị ma ám. Mình cũng vậy. Ông Mokku chàng trai ông mắc quái, E-I-E-I-Bu. Và ở trên đó nhìn thấy con ma, E-I-E-I-Bu. Bù bù nghe nơi đây và bù bù nơi kia, đây nghe bu, kia nghe bu, khắp mọi nơi nghe bu bu. Ông Mokku chàng trai ông mắc quái, E-I-E-I-Bu. Mọi nơi nghe qua qua ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Từ khi nào xác ướp có đuôi vậy? Ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Và ở trên đó nhìn thấy sói ma, E-I-E-I-Bu. Ông ma sói, ông đã làm tôi sợ. Ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Bà ở trên đó nhìn thấy bố xương, E-I-E-I-Bu. Rắc rắc nghe nơi đây và rắc rắc nơi kia, để nghe rắc kia nghe rắc, khắp mọi nơi nghe rắc rắc. Ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Những bộ xương ma quái. Nhắm mắt lại Lily. Ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Và ở trên đó nhìn thấy quái vật, E-I-E-I-Bu. U u nghe nơi đây và u u nơi kia, đây nghe u kia nghe u, khắp mọi nơi nghe u u. Ông mắc bu chàng trai ông mắc quai, E-I-E-I-Bu. Được rồi Frankenstein, chúng ta hãy nhảy đi. Hi hi hi, ngạc nhiên chưa? Kiểm soát rồi. Để thỏ nhảy nào. E-I-E-I-Bu. Quá nhiều rồi. Giờ những con quái vật nhỏ của chúng ta đi đâu rồi? Rất tiếc. Bọn họ đang đến. Zombie nhỏ ơi, cậu ở đâu? Trốn nhanh. Zombie. Vâng thưa ba. Ăn bánh snack. Không thưa ba. Lại lừa dối. Phía sau lưng con có gì? Ha. Không. Ba không thể trách một chú khỉ con vì đã cố gắng phải không? Phù thủy phải không? Vâng thưa ba. Nghịch ngợm phải không? Có chắc không? Vâng thưa ba. Thấy con rồi. Thật tiếc mà. Con chỉ đang thử một câu thần chú. Thần chú này. Không. Này bồ xương ơi. Vâng mẹ ơi. Ăn kẹo phải không? Ồ không mẹ ơi. Để xem nào. Ồ vâng mẹ ơi. Ồ mẹ rất thích những điều này. Có điều này, trông con rất là gầy, bộ xương nhỏ à. Người sói phải không? Vâng thưa ba. Ồn quá đi. Ồ không mà ba. Có chắc không? Vâng mẹ ơi.
bà chơi được không? Ồ, tôi sẽ làm gì với hai người đây? Quái vật chó con. Vâng mẹ ơi. Bé dâu thư chi. Thư. Cái gì đó? Ồ, con không biết. Có chắc không? Ha ha ha. Cậu nghịch quá, chó con quái vật. Cậu ấy chắc là... Nhìn nè. Mẹ này, mẹ này. Ai kêu tôi đó? Lén ăn kẹo ư? Ồ không, không, không. Phải vậy không? Ờ phải. Bắt được rồi. À cô. Dạ không ai hoàn hảo cả. À ngoại trừ ba ra. Lý do tại sao cậu ăn mặc như một chú thỏ không? Hem, tôi là một chú thỏ. Là một đêm ma quái bạn ơi, và nó ma quái suốt ngày. Bông ma hiện ra giọng nói thật dữ cợt, có thể nói gì đây? Tôi nghĩ đến lúc chạy thôi, mình nghĩ đến lúc trốn thôi. Đừng nghe âm thanh ở dưới này đây, đôi mắt tôi mở thật. Đêm sợ hãi. Đêm
mặt trần đây, trốn trên bầu trời kia. Mèo đêm ra ngoài thật là nhiều, có chiếc phù thủy đang bay. Nhìn vào phía sau bạn nào, phía sau lưng của bạn, làm sao được chứ, coi chừng chúng lén tấn công. Đêm sợ hãi, đêm sợ hãi, đêm tối mà quay bạn nên hãy coi chừng. Ma yêu tinh tất cả ở đây, ma cà rồng quái vật tí ngô la. Đêm sợ hãi, đêm sợ hãi. Bị ngô đang chờ đang cười với hàm răng nhọn ghê, anh cười làm tôi thật là sợ. Nhìn đây này, mặt trăng đã tắt, không khí nhảy nhụa ghê. Quái vật chúng bò khắp nơi, đầy đó khắp mọi nơi. Đêm sợ hãi, đêm sợ hãi, đêm tối ma quái bạn nên hãy coi chừng. Ma yêu tinh tất cả ở đây, ma cà rồng quái vật tí ngô la. Đêm sợ hãi, chờ một chút. Đêm sợ hãi, coi chừng, coi chừng, coi chừng, bắt được rồi. Sơ mang đêm. Có chừng. Chubidubidu Rockin' Stone. Nhìn tôi đi trong đôi giày này, xem bước nhảy ở trong hàng này. Chúng ta đang làm Rockin' Stone. Làm Rockin' Stone. Zabedet đi, Zabedet đu, bắt đầu thôi xem này. Bước sang hai, bước đến bốn, Rockin' Stone đang nhảy trên sàn. Làm Rockin' Stone. Xúc xích. Rockin' Stone, do ba do di ba, pa 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 pa.
hãy chơi trò chơi ăn mặc kinh dị và làm cho nhau hoảng sợ nhé. Đồng ý, tớ sẽ làm phép cho bạn. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cay trắng không? Wow, là một trò chơi nhỏ thôi. Wow, có ai gọi tên tôi không? Chúng tôi thích ăn mặc đáng sợ và làm mọi người sợ hãi. Chúng tôi có khuôn mặt rất hài và kiểu tóc như cô gái. Tôi thích đóng vai một zombie và trốn phía sau cái giường. Và khi tôi thấy bạn của mình, tôi đánh vào đầu anh ta. Au! Điều đó không tốt. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cải trang không? Trò chơi nhỏ thôi. Có ai gọi tên tôi không? Đó không phải là tôi. Tôi là một phù thủy và tôi mới bắt đầu thôi. Này bạn đừng lại gần tôi, tôi sẽ mời bạn ăn tối nè. Có ai gọi tên tôi không? Tên của Dracula. Chào bạn, có khỏe không? Tôi muốn cắn vào cổ bạn và đôi chân nhỏ bé kia. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Wow, bạn có thích tôi cay trắng không? Wow, là một trò chơi nhỏ thôi. Có ai gọi tên tôi không? Tôi thích mà quá sợ hãi. Quấn quanh thân tôi, họ gọi tôi xác ướp thân yêu. Cảm ơn những tràng pháo tay. Cảm ơn xác ướp. Tôi là một con quái vật giống như Frankenstein. Yay, yao hi. Tôi sẽ khiến bạn rung mình. À, hay lắm. Mà quái. Wow, ôi tôi đã làm bạn ngạc nhiên. Này mọi người, muốn chơi trốn tìm không? Yeah! Ok, nhưng Charlie, đừng mang lại rắc rối. Tối ư? Ừ, ngoài kia tối và đáng sợ. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ bạn. Năm bé mi ngô chơi trốn tìm ở đây. Một bé nói trốn không xem trộm. Và một bé nói nhắm đôi mắt lại đi. Và một em nói à hả, khôn ngoan. Và một em khác, này tôi biết bạn sẽ đi đâu. Và bé thứ năm, nhìn kia, một cơn bão. Ôi không. Theo chiều gió và tiếng sét vang trời, một trò chơi trốn tìm ma quái. Bạn có thấy ánh sáng đó không? Wow. Năm bé đi ngô chơi trốn tìm ở đây. Một bé nói trốn không xem trộm. Và một bé nói anh ấy đã đi đâu. Và một em nói tôi nghĩ tôi biết. Và một em khác nơi đâu, nơi đâu. Và bé thứ năm, tôi nghĩ rằng tôi đang sợ. Ôi không. Bọn gặp bọn gà. Ô xin vui lòng. Hú hú, tiếng cú kêu và tiếng sét vang trời. Một trò chơi trốn tìm ma quái. Bạn có thấy ánh sáng đó không? Kiềm chế bản thân đi. Năm bé mi ngô chơi trốn tìm ở đây. Một bé nói chúng không xem trộm. Và một bé nói anh ấy đã đi đâu. Và một em nói tôi nghĩ tôi biết.
và một em khó. Tôi cả anh ở trên cây và bé thứ năm. Làm ơn đi xuống đi. Ô đi ngay nào. Làm ơn không sao. Đi theo chiều gió và tiếng sét vang trời. Một trò chơi trốn tìm ma quái. Bạn có thấy ánh sáng đó không? Năm bé bi ngô chơi trốn tìm ở đây. Một bé nói trốn không xem trộm. Và một em bé nói chúng tôi thấy bạn ở đó. Và một em nói đi xuống tôi thề. Và một em kha sắp muộn rồi đó. Và bé thứ năm tôi nghe gì đấy chờ. Tiếng sấm rền và tiếng sét vang trời. Một trò chơi trốn tìm ma quái. Mọi người lao ra đi. Nhưng tôi đã lừa bạn phải không? À em trai. À bạn chắc chắn đã làm thế Charlie. Tớ chắc chắn rằng tớ đã đặt kẹo của mình trên bàn. Này, bánh kẹo của tôi đâu mất rồi? Tớ nghĩ rằng có ma quái xung quanh đây. Nào kẹo bánh ai lấy, tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy, bạn phải không? Hay bạn, hay bạn? Có gì đó tanh tưởi. Kẹo của tôi chẳng ở đó. Tất cả kẹo biến mất. Nó chưa đầy kẹo bon bon. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi nhân viên kẹo của mình ngô quê mang câu xi non. Khanh sô-cô-la nhỏ nữa đây. Và hoa cam thảo của mình. U hoa. Hey. Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn? Hay bạn? Có một tên trộm kẹo ở giữa chúng ta. Chà, đừng nhìn tôi. Điều này thật khó hiểu. Tớ thật không thể hiểu nổi. Thạch đậu của tớ ở đây. Tớ đặt chúng trong bí ngô này. Giờ chúng chẳng thấy ở đâu. Ôi điên thật chẳng hiểu thế nào. Trong nhà quy âm này đây. Ăn hết bánh kẹo là ma đấy. Trừ khi đó là con chuột. Thứ gì đó nói với tôi không? Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn, hay bạn? Đôi khi điều này chỉ xảy ra khi bạn ít mong đợi nó nhất. Những thứ ma quái xung quanh này chỉ cần gì đó để làm. Có thể là, nhưng không. Tớ nghĩ là tớ biết đây. Tớ thấy có một người lén lút lục lọi tôi kẹo của chúng ta. Và tất nhiên tôi thét lên. Có ai nghĩ về nó không? Thực sự có thể sao? Một cặp vợ chồng trộm kẹo ngay ở trong gia đình tôi. Kẹo bánh ai lấy? Tôi chẳng có manh mối gì. Nào kẹo bánh ai lấy? Bạn phải không? Hay bạn? Hay bạn? Nào kẹo bánh ai lấy? Tôi ghét phải nói là ai. Nào kẹo bánh ai lấy? Đó là mẹ và ba. Tội lỗi. Được rồi, mẹ đã bị bắt. Cho con xin một ít kẹo được không? Chắc chắn rồi. Ô mẹ ơi, mẹ ơi, gì nó con yêu. Con ngã ngoài này và đầu gối con đau. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, con cần. Mẹ ơi. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương. Lau nước mắt đi, con khỏe rồi mà. Cảm ơn mẹ.
không còn. Con đứt tay rồi khi con ngã khỏi xích đu. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá. Bố ơi giúp con nào. À, bố ơi. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Ô, oh, ổn rồi. Ô mẹ ơi, gì đó con yêu. Tay con va vào và cảm thấy rất đau. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá. Ôi mẹ ơi, con cần. Trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khuê rồi mà. Con ổn chưa? Ổn rồi ạ. Ô mẹ ơi ba ơi, có chi đó con yêu. Con bị thương rồi khi con cố chạy nhanh. Ôi thật là đau, đau quá. Bố ơi mẹ ơi giúp con nào. Ô mẹ ơi, nó đau. Ô trước tiên ta làm sạch, đừng có sợ nhé. Và tiếp theo ta sẽ băng chúng lại này. Này là một nụ hôn lên những vết thương, lau nước mắt đi con khoe rồi mà. Con yêu bố và mẹ nhiều lắm đấy. Bò lởm ngởm. Này Charlie, ôi con trùng, trùng rất ghê ghê sợ. Ở trên mái nhà kia, ở dưới thang luôn. Ôi con trùng, yêu, trùng rất ghê ghê sợ. Ở trên mái nhà và ở dưới thang luôn. Họ làm cho tôi ăn chuột cả ngày lẫn đêm. Ăn chuột, ăn chuột, sợ bằng trùng lắm đấy. Ăn chuột, ăn chuột, ăn chuột, ăn chuột. Họ làm cho tôi ăn chuột cả ngày lẫn đêm. Ăn chuột, ăn chuột, mình sợ bằng trùng lắm đấy. Ghê rợn và
côn trùng. Được đấy. Có ai đó nói ăn trưa? Ai muốn ăn trưa? Tôi là một con bò ăn trưa. Hãy đi đến sở thú khủng long. Các bạn hãy đi xem khủng long đi nào. Là khủng long này. Hãy đi xem khủng long đi nào. Tại vườn thu du ra đây này. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Gầm gầm gừ 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 gừ. Hãy đi xem khủng long kêu gầm. Ở nơi đó tre xanh xung quanh. Hãy xem đây là pterosaur. Pterosaur. Hãy xem đây là pterosaur. Ở trên lưng với các tấm xương. Tuyệt vời. Nào Betty ở trong đâu chú? Nào ở trong, ở trong đâu? Nào Betty ở trong đâu chú? Nhưng cơ thể rất ư to lớn. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Diplodocus. Ở trên kia khủng long Diplodocus. Chú cao hơn cái cây. Xem đuôi và cô nó dài. Cô và đuôi chúng rất dài. Xem đuôi và cô nó dài. Hay tránh xa khi chúng hắt hơi. Achu. Khủng long bài này pterodactyl. Khủng long bài này pterodactyl. Chúng nó vô cánh bay với cái mỏ đầy răng nhọn hoắt. Đầy răng rất nhiều. Với cái mỏ đầy răng thật nhiều để chúng bắt cá chúng ăn. Đến lúc ta chạy la hét rồi. Chạy và hét la này. Đến lúc ta chạy la hét rồi. Nhanh nhất bạn có thể đi. Khủng long bào chua ở đây rồi. Rest ở đây này. Khủng long bào chua ở đây rồi. Và ta phải kết thúc thôi. Bác sĩ, con không muốn đi. Con đi, con thích được chăm sóc. Không đi, con không đi đâu. Ồ, đi đi con. Mình cùng đi khám bác sĩ đi. Bác sĩ đi, bác sĩ đi. Mình cùng đi khám bác sĩ đi. Bác sĩ như các bạn mình. Nào các con vào trong đi. Chúng ta có phải. Ok. Cầm lạnh khi tôi mắc phải. Tôi nghĩ tôi bệnh rồi đây. Achoo. Và
tôi thích ăn kem rất nhiều. Mình cũng vậy. Mẹ biết, hãy có một cuộc thi và xem ai có thể làm được kem ngon nhất. Yeah yeah yeah. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem. Ta sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Mình sẽ cá là mình sẽ thắng. Mình có thể thắng. Đúng vậy, nếu tớ không tham gia. Kem lành và ngọt lắm. Ngon. Mình chúng sẽ khiến cho bạn vui cười. Mình sẽ ăn quả mọng trong nhà đó. Và gọi là quả mọng vui cười. Tớ muốn một ít kem quả mọng vui cười. Bạn là, tớ là, tất cả là bởi có kem. Tớ sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Hãy xem tôi khi tôi tạo kiệt tác của mình. Mình đây đang nghiền một ít sô-cô-la và đập vỡ một ít hạt. Tớ chưa từng là điều tốt nhất đâu. Úi, tớ thật là hậu đậu. Bây giờ đây là cách được thực hiện. Ok, đầu tiên sẽ thêm ít hạt tiêu. Sau đó là ít kẹo que. Và trộn nó với kem. Ô, nó tan chảy, thật là xấu hổ. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem. Tớ sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Nhìn Toby, tớ có một số sâu, ruồi và bọ cho bạn. Cho món kem của bạn. Nhìn này một phát minh mới. Wow. Với kẹo sâu và ruồi đây. Gọi nó là cầu vồng Toby. Này đất, hãy nhìn lên trời cao. Trời. Tớ tạo ra hương vị thơm ngon. Vani caramel giòn. Tuyệt. Với ít đậu phộng ngon giòn. Ngon. Ôi đã đến giờ ăn trưa. Đừng để ý nếu tôi làm. Cái này ngon. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem. Tớ sẽ làm sô-cô-la hay bạc hà. Cuộc thi ai thắng đây, ta ứng viên đây. Bạn có thể gọi tên bao nhiêu hương vị? Ồ, 1,106,000. Nhà đây muôn mới ở đây. Kem là một bữa tiệc. Các con sáng tạo rất là tuyệt vời. Giờ mình hãy ăn thôi. Yeah. Bạn là, ta là, tất cả là bởi có kem. Kẹo cao su và dâu tây nữa. Người thắng thân cuộc thi là con và con và con và con và con và con nữa. Và con nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với thông điệp này? Con biết, hãy làm súp kem lớn nào. Ai sẵn sàng chơi trốn tìm nào? Bạn biết là tôi sẽ thắng. Bạn biết là tôi sẽ thắng. Này, nào, Shelly. Chung với tìm. Trốn tìm nào? Tìm thấy rồi. Nơi bạn trốn ở đây. Trốn tìm nào? Chung với tìm. Trốn tìm nào? Tìm thấy rồi. Đó ở kia chung. Thấy rồi. Được rồi mọi người. 1, 2, 3. Trốn nào. Bạn chẳng tìm thấy được tôi đâu. Ranh ma nhưng rất dễ thương. Tớ trông tớ trèo ở trên cây. Với bộ đồ khỉ này. Trông với tìm. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Nơi bạn. Tôi sẽ thắng mà thôi. Tớ là người trốn giỏi nhất.
xì hơi không? Yêu. Chúng với tim. Chúng tìm nào? Tìm thấy rồi. Nơi bạn chúng ở đây. Chúng với tim. Tìm thấy rồi. Đó ở kia chúng tôi thấy rồi. Đến lượt Toby phải trốn. Bạn sẵn sàng chưa Toby? Tôi thật sự rất là thông minh. Tôi đang mặc đồ để ngụy trang. Bạn chẳng thể tìm thấy tôi đâu. Ha ha, ngạc nhiên chưa? Tới lượt trốn của tôi. Nhưng tôi là người giỏi nhất. Không, tôi có thể cùng tròn nhỏ xíu thôi. Tôi ở đâu đoán xem? Trong ổ mèo. Trong với tim. Tìm thấy rồi. Không, nơi bạn trốn ở đây. Không, bạn không. Trong với tim. Tìm thấy rồi. Ở kia chúng tôi thấy rồi. Không phải mọi người giỏi lắm sao? Trong với tim. Trong tim nào? Tìm thấy rồi. Không không. Mặt cười của ban đầu. Ngạc nhiên. Con đây rồi. Con thắng, con thắng, con thắng. Mẹ nghĩ mẹ sẽ trốn. Ồ này con yêu có ông không? Tối hôm qua con họp phải không? Con hay uống đi ít nước trái cây với thức ăn tốt cho sức khỏe. Ồ này con yêu có ông không? Tối hôm qua con họp phải không? Đến đây con yêu. Không sao đâu. Ồ này con yêu có ổn không? Bố nghe con hát hơi mấy lần. Con hay đến đây bố lau mũi cho. Trong mắt của con đó hay hay. Ồ này con yêu có ổn không? Bố nghe con hát hơi mấy lần. Ở đó. Này con yêu ốm phải không? Đa số con ơi bố mẹ ở nhà. Bé hay xem phim trên tivi. Cố gắng hay ngủ đi bé ơi. Ồ này con yêu ốm phải không? Đa số con ơi bố mẹ ở nhà. Cố gắng nghỉ ngơi nhé. Ồ này con yêu chẳng khỏe đâu. Uống thuốc đi con sẽ khỏe hơn. Bé hay nghỉ ngơi ngủ ngon nhà. Sáng sớm mai rồi sẽ tốt hơn. Ồ này con yêu chẳng khỏe đâu. Uống thuốc đi con sẽ khỏe hơn. Sẽ tốt hơn thôi con yêu. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Hãy đến bơi, 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 hãy đến bơi
Tìm thấy
đồn lấy đồ chơi, đồ chơi của tôi. Mình không tìm thấy gấu teddy yêu. Tớ tìm kiếm bạn ấy muôn nơi và chẳng thấy chú đâu. Con đã kiếm bé gấu trong phòng bố mẹ hoặc trong phòng tắm này, có thể dưới bồn rửa kia. Con đã nghĩ tìm chưa? Không, nó không có. Con sẽ tìm thấy thôi cục cưng, đừng lo lắng. Trộm lấy đồ chơi của tôi. Mình không tìm thấy gấu teddy yêu. Tớ tìm kiếm bạn ấy muôn nơi và chẳng thấy chú đâu. Con kiếm xem ở trong phòng tivi, ta đã xem một bộ phim vào tối qua. Dưới cái ghế hoặc giá xem nào, gốc của con màu trắng phải không? Không, màu nâu. Oh, tiếp tục tìm kiếm con yêu. Bà biết con sẽ tìm thấy nó mà. Trộm lấy đồ chơi của tôi. Mình không tìm thấy gấu teddy yêu. Gấu của chị em dùng thật không công bằng chút nào. Em chẳng có lấy bạn gấu bông đâu. Bạn gấu đó có rất nhiều. Chỉ vào mà xem phòng của em. Chị không tin thì hãy vào xem. Oh, chị không ở đó. Em đã nói rồi. Trộm lấy đồ chơi của tôi. Mình tìm không thấy gấu teddy yêu. Gấu của chị dâu nè, hãy đưa bé ra nào. Em chẳng có dấu bàn gấu bông đâu. Vì mai trời ở kia, xem ở dưới thang hoặc giường ngủ chị kia. Oh oh, mình tìm được gấu rồi. Tìm được đồ chơi ở trong phòng của tôi. Ô nhóc, ở bên dưới của gối tôi. Mình nên xem ở đây. Ôi, tìm được đồ chơi, tìm được đồ chơi. Nhảy 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 hoan hô. Tuyệt vời. Này, con đến lúc mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này, con đến lúc mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng chúng ta khỏe mạnh. Không, mẹ, con chẳng thích đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Được thôi, con ăn trứng của mình. Ngon lắm. Này, con đến lúc mình ăn trứng, dùng cho bữa sáng để một ngày khỏe hơn. Này, con đến lúc mình ăn trứng, ăn chung trong bữa sáng để chúng ta khỏe mạnh. Ba, này, con chẳng rửa đâu. Nhìn anh chị đi, họ đã ăn sáng xong. Thích ăn bữa sáng đây. Ok, vâng vâng, con dọn đây. Tuyệt vời, thật tuyệt, đã dọn sạch. Này, con hãy sẵn sàng đi, mặc quần áo và trang phục đáng yêu. Này, con hãy sẵn sàng đi. Con ơi, hãy thay trang phục đi. Thay đồ đâu. Nhìn anh chị đi với trang phục đáng yêu. Trong kia họ đẹp.
trước tiên ta phải đặt xà phòng ở đây. Tay chân ta chà chúng lên, sau đó ta hay chà rửa toàn thân. Hôm nay chúng ta rất sạch. Oh, scrubby dubby, trong một tập bi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Ôi tắm rồi thích ghê. Cho ít dầu gội đầu vào tay, chăm sóc đầu tóc ta. Gội, gội, chà vòng quanh rất tốt khi mái tóc sạch. Scrubby dubby, trong một tập bi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm gội. Ôi tắm gội thích ghê. Chúng ta phải sử dụng dầu xà ngay, cho tóc mềm thắng suông. Tóc rồi ta sẽ chẳng còn đau, ta sẽ trông rất đẹp. Scrubby dubby, trong một tập bi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm rồi. Kế tiếp ta rửa sạch lần cuối, nước thật tuyệt quá đi. Xong xuôi lấy cái khăn, chúng ta lau khô nào. Scrubby dubby, trong một tập bi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm gội. Scrubby dubby, trong một tập bi rửa thật sạch sang bông. Scrubby dubby bong bong xà phòng, ôi tôi thích tắm gội. Ha ha ha, hu hu. Ở hồ bơi chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê. Bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Pa 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 pa, nhảy xuống đây. Pa 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 pa, sâu dưới này. Pa 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 pa, lặn xuống đây. Bơi chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê. Bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Pa 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 pa, tung tóe nước. Duỗi cánh tay, đá cái chân, xuống và lên. Pa 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 pa, tung tóe nước. Duỗi cánh tay, đá cái chân, xuống và lên. Ở hồ bơi chúng tôi đang bơi, bơi chúng tôi đang bơi. Nước sẽ giúp chúng ta mát mẻ hơn đó trong tiết nắng hè. Thật là vui vui ghê, ôi thật vui vui ghê. Bơi ta bơi với nhau đi nào trong ánh nắng chan hòa. Ta 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 ta, hãy thả nổi đi. Ngước mắt nhìn trời cao sẽ thấy thật vui. Pa 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 pa, hãy thả lối đi. Ngước mắt nhìn trời cao sẽ thấy thật vui. Con dậy chưa? Không. Đã đến lúc sẵn sàng. Con vẫn muốn ngủ. Mình thường thường làm khi đánh răng này, đánh răng này, đánh răng này. Mình thường thường làm khi đánh răng này, sáng sớm hay là bạn tôi ơi. Ba chai như này, chai chai răng.
Mình thường thường làm khi rửa mặt này, rửa mặt này, rửa mặt này. Bóng bóng thường kia thường làm khi rửa mặt này, sáng sớm hay là ban tối ơi. Ba, rửa, rửa, rửa đi. Ba, rửa, sạch mặt đi. Rửa sạch mặt đi kìa. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm, tơ mặc đồ, tơ mặc đồ. Mặc một bộ đồ cách tơ hay làm, sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Mặc đi áo với quần, mặc nhé nào mặc đi. Vậy đẹp, thích quần tôi không, thích váy tôi không, nhìn tôi nè. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, bữa ăn này, bữa ăn này. Mình thường thường làm cho bữa ăn này, sáng sớm hay làm mang tôi ơi. Ba, rồi, rồi bữa ăn. Ba, rồi bữa ăn trưa. Bơ đậu phộng và thạch. Mình làm điều này khi ta đi học, ta đi học, ta đi học. Mình làm điều này khi ta đi học, sáng sớm nhớ là bạn tôi ơi. Trường đến, đến, đến trường. Mọi người ơi, trường đến, mình đi thôi. Lần nữa, trường đến, đến, đến trường. Mình thích thế.